Chào các bác nhá. Shop xin gửi lời chào tất cả anh em. Hôm nay giới thiệu với anh em một cái mẫu hàng mới nhá. Đó là chiếc áo ngụy trang. Áo ngụy trang dạng áo thun, áo phông nhá, dạng áo phông áo thun. Áo ngụy trang. Đây là cái màu thực tế nhá. Màu này gọi là màu lá cây khô. Thiên và màu sậm nhiều hơn. Thì dành cho anh em ngụy trang rất là tốt. Đây là một chiếc áo thun hay ở ngoài Bắc mình gọi là áo cọc á. Ở đây. Đây là cái màu thực tế của nó nhé. Anh em trước khi mua hàng thì màu cái này ấy, cơ bản ấy, là 10 cái giống nhau cả 10. Chỉ có một màu này duy nhất nhé. Anh em trước khi mua hàng thì xem video cho kỹ để biết được là cái màu như thế nào, chất liệu vải làm sao và giá cả của nó nhé. Đây, cái này ấy, thì sẽ có đủ các thông số cho anh em lựa chọn nhé. Đây, đủ các thông số cho anh em lựa chọn. Thông số nhỏ nhất nhé, thông số nhỏ nhất. Thông số nhỏ nhất là cái size S nhé, size S này, xong tới size M này, size M này, rồi tới size N, nó có đến 6 cỡ đấy, thế rồi size XN nhé, rồi size XXN, lại size XXXN nữa, 3XN ấy. Nói chung là đủ các thông số cho anh em lựa chọn, đủ các cỡ, từ béo tới gầy, anh em nào cỡ nào thì báo cỡ đấy nhá. Thì bây giờ ấy, cái này ấy, nó là dạng áo thun nhá. Các bác nhá, áo thun. Như cái này này. Như cái này là cái size M. Size này là size S nhá. Size S. Size S thì dành cho người 50 cân đổ về nhá, dưới 50 cân. Như tôi này, tôi được hơn 50 cân một chút nhưng mà mặc size M này cũng được. Đây tôi mặc thử cho các bác xem luôn nhá. Áo này áo thun nhá. Đây. Như tôi mặc size M này hơi chặt đấy. Hơi chặt một chút đấy, mặc size S thì hơi chặt đấy, mặc size M này có lẽ là sẽ vừa hơn. Đây, đây chào các bác nhá. Áo thun ngụy trang, áo thun ngụy trang. Thế còn bây giờ nhá, đây là các bác xem này, màu là màu thực tế như này, màu ngụy trang lá cây khô, thiên về màu sậm một chút. Còn phía trong này ấy, nó là cái dạng áo này là hơi có độ co giãn một chút nhá. Đây chất liệu vải như này. Chất liệu vải cắt tôm rất là tốt nhé, mặc rất là mát. Đấy. Thế bây giờ các bác mà khi các bác mua hàng ấy nhé, các bác mua hàng thì các bác vui lòng cho xin cái thông số thứ nhất ấy là cái thông số dưới nhá, bàn áo này, các bác cho đo cái áo mà các bác mặc vừa nhé, đó là số bao nhiêu. Đây ví dụ như này, thì các bác đo cho shop cái thông số ở dưới này, đây, đó là bao nhiêu. Ví dụ như cái này nó là 49 này. Đây, các bác cho xin thông số này là một này, và thông số về chiều dài của áo nhé, dài áo tính từ trên cổ nhé, từ trên cổ này xuống đến dưới vạt. Thế như cái này nó là 60 này, 59-60 này. Thì bây giờ các bác khi mua hàng các bác cho xin hai thông số đấy để shop đo và shop kiểm tra lấy cho các bác cái size phù hợp. Còn nhiều khi nói là size S, size M, size N rồi XN thì cũng hơi khó, là các bác cứ căn cái áo nào các bác đang mặc vừa vặn thì các bác đo cho shop xin cái thông số về chiều rộng và chiều dài. Đây chiều rộng thì các bác đo đây, đo dưới bàn này nhé. Chiều dài các bác đo từ trên cổ xuống bàn cuối cùng nhé, để cho shop lựa chọn cái size phù hợp cho các bác. Về phần giá nhé, về phần giá của chiếc áo này thì sẽ là 180.000 các bác nhé. 180.000 đã bao gồm cả cước phí chuyển phát nhanh cho các bác về tới nhà. Đây là giá một chiếc, còn các bác mua hai chiếc, ba chiếc, mua nhiều thì sẽ được chiết khấu rẻ hơn. Đây là giá báo giá cho một chiếc áo không ngụy trang màu lá cây khô nhé các bác nhé. Màu này thì ngụy trang rất là tốt, anh em mặc thì có thể hiện được cái phong cách nhé, mà đi rừng mát mẻ nhé. Cái áo không. Và cái này nguồn gốc hàng ấy thì cũng tiết lộ cho các bác biết luôn để các bác khỏi phải nhập. Nguồn gốc hàng này nguồn gốc hàng quần áo nhập khẩu, hàng nhập khẩu Trung Quốc các bác nhé. Đây toàn bộ hàng này hàng nhập khẩu Trung Quốc đấy, không phải là gia công may Việt Nam đấy, các bác nắm được như vậy nhé. Chất liệu vải này rất là thoáng mát, có độ co giãn nhé. Đủ các thông số, đủ các size cho các bác. Giá tiền là 180.000 đã bao gồm phí ship. Thế còn các bác mà mua chung với các sản phẩm khác thì nó sẽ được rẻ hơn nữa, và mua nhiều thì rẻ hơn nữa. Số lượng cũng có rất là nhiều, đủ các size, đủ các kích cỡ. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại của shop nhé. Shop nhận ship hàng COD
một cái cũng ship các bác nhé, một cái cũng ship, một cái 180.000 cũng ship rồi. Vui lòng các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại shop là shop sẽ ship hàng cho các bác. Thế còn hình thức mua hàng và đặt hàng thì luôn luôn là các bác cho xin thông tin họ tên địa chỉ và sẽ gửi hàng COD tới nhà cho các bác. Có nghĩa là các bác nhận được hàng, các bác có quyền bóc ra xem, kiểm tra cái áo đúng màu như thế này và các bác mặc thử vừa vặn ngon này thì các bác nhận hàng và các bác trả tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn nhé, trả tiền trực tiếp người giao hàng luôn, cho xem hàng trước khi trả tiền. Hình thức giao dịch luôn luôn là như vậy rồi. Mong được nhận được sự ủng hộ của các bác dành cho shop nhiều hơn nữa. Xin chào.